Khi mà tôi thu hoạch mật ong thì tôi thấy cái này và tôi cũng không biết nó là cái gì, cho nên là sau đó tôi trở lại tìm một vài thứ. Và tự nhiên đâu thì con bói tôi xuất hiện, tôi nó giết tôi luôn. Chạy thấy bà luôn mà nó vẫn dí theo. Kết quả nó như vậy đó anh em ạ. Đây là hiện tượng lạ đầu tiên mà tôi gặp, tôi không biết sao chứ quá trời quái vật xung quanh nhà tôi luôn ấy. Sau mấy ngày vất vả đi tìm đồ thì nói chung là cũng mạnh lên được một chút xíu rồi anh em ạ. Đây sẽ được một cái kiếm, gọi là kiếm của thần rừng và cái vòng của thần rừng mà có thể quăng được đấy, khá là lợi hại, khá là nhanh luôn. Và tìm được một cái gọi là flagon, biết nó có thể giúp tôi ra khỏi cái hòn đảo này hay không. Đấy, cũng khá là ổn, cũng khá là sáng đấy. Và làm thêm một cái tầng hầm nữa anh em ạ. Tại cái tầng hầm trước khá là nhỏ nên là tôi phải mở rộng thêm. Rồi, tối nay là cái đêm quyết định tôi sẽ chiến thắng con boss này hay không đây. 8:01 PM. Mình cứ tưởng đây là cây súng nhưng thật sự không phải anh em ạ. Thế là tôi tốn hết tôi hết một vàng rồi anh em. Thấy, nhìn đấy, nó chả làm được gì hết đấy. Tôi sẽ dùng hết cái pháo phát sáng này để có gì tôi thấy đường mà tôi chạy nữa anh em ạ. Ok, ổn chưa, ổn hết chưa, rồi, sẽ chiều hồi ra anh em ạ, tôi sẽ chiều hồi nó ra, ổn rồi đấy, khá là đẹp, come on, bruh, nope, not this, yup, come on, nó đây, come on, ui, được, cái vòng này khá là mạnh luôn ấy. Cút. Đây là sân chơi của tao. Ôi, quái. Tôi nghĩ là cái kiếm nó mạnh hơn chút xíu đấy. Mày sao, 30 luôn ấy. Quái mạnh thật sự. Rồi tôi sẽ lấy flagon tôi bắn thử cái này mà. Yep. Easy. Tôi sẽ có cái gì đây gọi là corruption. Nếu mà cái demon o này thì tôi không biết tôi làm được gì. Đúng là Halloween có khác đâu. Holy moly. Tôi kiếm được cái này nhảy khá là ok anh em. Nhảy được 2 lần đó. Nói chung là tôi cũng kiếm được nhiều đồ lắm. Chế tạo thử xem ra được cái demon bò. Ngon đấy nhờ. Có vẻ là tôi sẽ đi qua bên đây anh em ạ. Đây anh em, tôi đã tìm ra cái này trong lúc tôi đi tìm đồ đấy anh em ạ. Mà ông này ông kêu tôi tối tôi quay lại. Tôi nghĩ là tôi đủ mạnh để tôi có thể triệu hồi ra con quỷ này tôi đánh nó anh em. Tôi nghĩ là hồng quá. Khoan. Tôi nghĩ là né hai cái tay nó. Nó quạt vậy sao né. Đấy, nó cứ vậy đấy. Ôi. Sau khi tôi học từ những tiền bối của tôi thì tôi biết thế này. Bắt đầu thôi. Run, bro. Don't touch me, bro. Không biết tôi có ăn được cái con này không anh em ạ. Ui. Ai đông. Mẹ nó mạnh thế. Cái tay nó kìa. Ui. Thôi. Đấy là tất cả những gì tôi làm rồi đó, có thể đấu với con này rồi đó anh em. What the f. No. Yeah. Đau quá anh em ạ. Đau thật sự. Từ từ. Head back to the fucking game, bruh. Khó thế. Ui. Nó chọt tôi cái nữa tôi chết. Damn. Cái dưới đây có một cái tầng hầm sâu đến như vậy. Ui. Vậy. Ui. Tôi đang đi thì tôi tìm được cái gì nè anh em ạ. Có vẻ là một cái căn nhà trên cây thì phải, nhưng mà tôi vẫn cứ cảnh giác trước cái đã. Hôm nay nó sẽ có gì. Live one good win. Gì đây? Cái này cũng được thôi mà anh em. King Slam. Where you man? Hello. To thế. Khoan, để bố mày lên cái đã, để bố mày ra cái đã. Ui, mẹ nó to kìa anh em ạ. Rồi nha. Come here man. Ơi cái con này. Come here. King Slam. I'm gonna die, right? I'm gonna fucking die, bro. Get out of my way. Run. Oh
shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Run, 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 run. Run. Ui, dài thế. Ôi, 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 ôi. No, 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 I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna... I'm gonna die. No. No! Come on, come on. Come on, man, come on, man. No. Man. Nói chung là con này nó cũng dài. Ui, nó vô nhà tôi rồi. Nhưng mà vô nhà tôi là sai lầm rồi anh em ạ. Nói chung là về nhà tôi là một sai lầm lớn của nó rồi. Flagon, 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 we need flagon. We need flagon. Come on. You sir. You sir. Come here, come here, come here. Come here, come here, come here. You dead, you dead. You dead, huh? You dead, huh? You dead, huh? Chúng ta có một vài thứ khá là ngon anh em. Tôi có cái nón đấy. Mà nón này khá là gà anh em. Tôi cũng được nhiều đấy đây anh em ạ. Tôi về tôi coi tôi chế được cái gì nhé. Hold on tight. What? Này là cái chi á. Cái này lợi hại hơn mình nghĩ các bạn ơi. Nhìn này. Oh my god. Nó có thể bà bám ra 3 tia luôn anh em. Khá là tiện lợi. Tiện lợi hơn cái này nhiều. Tôi phải cất đồ. Đồ khá là bừa bộn. Căng đầu thế. Căng đầu thế hả. Come here, come here, come here. Come here boy. Come here. Chết rồi. Mẹ, đây là những sinh vật biển mà tôi từng gặp trong đây luôn á anh em. Đâu thế? Đâu thật sự đây anh em ạ. Đây là một khu rừng thật sự dưới lòng đất luôn đấy anh em ạ. Tự nhiên tôi tìm ra được cái đường ray khá là ngon đấy. Hay là có thể nói là đây là một cái rễ cây của cái gỗ quý hiếm gì đấy. Come here, come here, come here, come here, come here. Come, mày với. Ôi, 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 no, no. No. No, who this guy? Đây là con quái quỷ gì đấy anh em à. Có vẻ là tôi nên đào thẳng xuống dưới luôn anh em. Có vẻ là như vậy, hình như trên đây nó hết một cái gọi là cái gì đặc biệt rồi anh em à. Còn vàng bạc thì tôi lượm sau cũng được không sao. Ui, đây tôi sẽ uống cái này. Uống cái nào nữa nha. Get out my way bro. Bố mày là thần rừng mà nó dám chơi. Cút luôn. Hay đúng không? Tôi nghĩ là đào thẳng xuống là ok nè anh em. Có vẻ là tôi sẽ cần cái thứ này rất là nhiều đấy. Mang xuống. Mang xuống. Châm xuống. Oh shit. Nice sư. Nếu mà tôi đào ngu là sẽ trúng lava đấy anh em. Mà không đâu. Tôi nghĩ tôi đủ thông minh để tôi đào không trúng lava. Ui, mía. Mía. Rồi xấu thế. Ui. Damn, damn it, damn it. I'm gonna die, I'm gonna die. I'm almost die. So, bruh. Xém chết luôn ấy. Tăng súng. Ui. Mày bị điên rồi, mày bị điên rồi. No, 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 no. Ui, hên quá. Cũng có gì dưới. Gun. Wow. Wow. Không có đạn ngay mà. Gun. Gun đấy. Cái máy gì nhỉ? Nó là cái máy gì nhỉ? Có bơm nữa chứ. Giờ chúng tôi đã có máy đặt bơm rồi. Như dưới đây nó có một cái thứ gì á đây nè. Cái gì kia? Khoan. What the? Tôi không biết tôi đang ở đâu hết nha. Oh my god. Tới đây thôi à. Có vẻ là tôi cần đi lên tôi farm vài thứ anh em à. Có phải là cái đó tôi có thể farm được không? Cút coi đấy. Mày sao? Tôi dừng ở đây là tôi chết đấy. Sẵn tiện đi quanh đây luôn nha. Tôi qua thử đi. Nó làm gì? Đây thôi á. No. Tôi sẽ cho nổ thử cái này mà. Tôi sẽ cho nổ cái cút ra hết rồi. Đây mà cũng có mấy con dơi nữa. What the fuck, man? Yo.